thể tốt, 20 năm có thể tốt, bởi vì ngày xưa họ đã cứ như thế này thôi. Rồi ngày xưa là có Electrolux, 30 năm có thể tốt. Nhưng mà càng về sau thì nó sẽ cao thay đổi. Rồi bây giờ mình quay ngược về lại chuyện là cái nhà cộng đồng sản phẩm này. Thì theo tôi cái ý kiến đầu tiên là mình sacrifice hy sinh cái lợi ích của cái doanh nghiệp. Nhưng mà mình thiết kế tính toán làm sao ngay từ bắt đầu người ta họ có cái phòng đồng sản phẩm này nó dài hơn. Có khi ở đây có sự hy sinh. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn sản xuất ấy. Thì ở bên Nhật của người ta có những cái quy trình công nghệ và người ta họ làm rất là tốt trong việc sản xuất này. Chẳng hạn như là chiếc ô tô mà lắp ráp ở Việt Nam hay một chiếc ô tô lắp ráp ở Nhật á, là cái sau chiếc ô tô lắp ráp ở Việt Nam sau khoảng 2 năm thì xe nó rung rồi, cầm nó rung, máy nó rung. Nhưng mà xe ở Nhật lắp ráp ở nước ngoài này thì nó lại cái độ cứng vững rất là tốt. Chính vì vậy á, là trong giai đoạn sản xuất á, thì nên có những cái cách thức mà làm sao mà cái sản phẩm nó trở nên bền vững. Chẳng hạn như là trong một chiếc ô tô mà chỉ cầm cái bùn lông cái bùn lông và cái không biết đấy mà chỉ lắm là nó sẽ rung hết. Chính vì vậy là có cái cách thức mà làm sao cho robot thì sao robot là cái. Còn đến giai đoạn tiêu dùng á, thì như cái này tôi nói các bạn trình bày thì cũng chỉ lê thì lúc này nó được giảm đến cái chỗ mà product as a service mà nó giống như hình thức cho thuê ấy. Thì ở đây nó lại liên quan một cái concept khác đó là sharing economy, tức là kinh tế chia sẻ, mình có cái chia sẻ thì nó giống như là Grab. Tôi có xe, người có công nghệ, người có tiêu dùng và tôi có kỹ năng lái, thì tất cả những cái cộng đồng này nó cùng nhau và chia sẻ tạo lợi ích. Thay vì ví dụ cái hãng taxi cứ mở ra nhiều rồi người ta họ lại mua xe nhiều, nhà nhà là mua xe như vậy thì người ta là sản xuất nhiều, và khi sản xuất càng nhiều như vậy thì nó lại càng thiệt tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy là một cái sharing economy là một cái concept nhỏ trong cái circular economy mà mình muốn hướng tới. Thì đến cái giai đoạn tiêu dùng này thì mình hướng đến cái việc sharing. Như cái ô tô mà mình tiêu dùng ở đấy là 80-90% là ô tô đậu ngoài đường mà không sử dụng. Chính vì vậy là tối đa hóa được cái mức độ sử dụng của ô tô. Như vậy ý tôi muốn nói đây là cái nhập phòng đời sản phẩm nó xuất phát từ ba cái giai đoạn. Một là từ khâu thiết kế, hai là từ khâu sản xuất và thứ ba là từ khâu tiêu dùng. Và tôi đánh giá cao là cái việc là công bỏ thiết kế mà cũng thiết kế được như vậy thì cái nhà sản xuất phải hy sinh cái lợi ích của mình để mà người ta họ đặt tâm vào cái việc mà sản xuất làm sao một cái sản phẩm này được. Đó là ý kiến của Xuân không? Dạ, cảm ơn anh đã nói về cái góp ý rất là hay. Theo một ý kiến của nhà máy nhà của chúng ta. Anh cũng. Thêm một kiến thức mới nhất thì chúng ta thấy rằng là trong căn phòng này có rất nhiều chuyên gia. Xin cảm ơn chào các anh chị em chương trình thì xin giới thiệu mình là Tùng. Thì cái việc của mình trước đây là kỹ sư và trong một cái việc mà API và cũng có đầy nói chung là cơ bản gì cũng phải nhờ. Và trong đó thì bên mình thì cũng làm simulator cũng khá là hiện đại tới hầu hết tất cả các loại ways. Ở trong thì mình cũng chia sẻ xíu về lý do thì sau đó mình hãy trao đổi liền. Vì ở trong ngày hôm nay mình có hai câu hỏi để cho mai mai góc của mình ra để đảm sự đúng không? Thì ở trong nó có hai câu hỏi. Câu một của mình đó là làm sao chúng ta có thể quản lý được display các sản phẩm recycle products, tức là cái vòng đời tiếp theo nó đặc biệt là sản phẩm hybrid, đó là sản phẩm của mình. Và thứ ba là các residue, là những cái loại mà low grade rất là khó xử lý ha. Là câu thứ nhất. Câu thứ hai đó là làm sao chúng ta có thể chặn được cái vấn đề sai chính xác giống như sharing economy thiết lập. Bởi vì lý do mà phải mình có thể trả lời được nghe được bạn nói về vấn đề sharing thì góc độ của mình thì mình quan sát được cái vấn đề sản phẩm từ cái đây khoảng 4-5 năm. Thì ở đây khoảng 4 năm mọi người làm sharing cũng rất là nhiều. Thì về cái lý tưởng ban đầu thì nó cũng rất là tốt. Là ví dụ như là cái tuổi ma thì quen xem chung hoặc là ví dụ có một cái home site hoặc cụ thể là một cái home site thì họ có thể tặng được một cái thực tế cho người bạn đọc hoặc là người có sử dụng được thì người ta sẽ có một cái hộp thông hoặc là một người du lịch có thể mượn một cái hộp đó ở một chi phí thấp
Nhưng mà trên thực tế thì khi mà chúng ta áp dụng thì thực ra về bản chất của cuộc đua khởi nghiệp nó đốt tiền, cho nên thành ra nó theo quan sát của mình nó bị over investment, tức là nó quá về cái vấn đề đầu tư. Ví dụ như trước đây có Uber là sau nó sẽ có Grab. Rồi Uber là một trong những cái đơn vị gọi là tuân thủ về vấn đề là kiểm soát của xe lý trình, rồi sau đó họ cũng đai. Còn ví dụ như là Airbnb thì trước đây thì nó cũng đại bài, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy bây giờ là nhà mua xe để chạy Grab. Nếu mà mình quay lại cái tay còn 4 năm thì lúc đó lý do vì sao làm như vậy, bởi vì cái lúc đó là mình được cái sự hỗ trợ của chính phủ một cái còn khá là mở, nên thành ra ví dụ như là sale review tất cả những cái chủ xe người ta chỉ cần mua đó, tôi có tiền chứ đó tôi đầu tư vào bất động sản, tôi lời tôi mua 10 cái xe, tôi thuê 10 gam hoặc cái giải tiền tay, sau đó thì thuê mà tặng thì không biết có phải nộp đồng nào cho bên nhà nước không, nhưng mà cơ bản là bên Grab sẽ cạnh tranh được với lại taxi. Cuối cùng là cái impact của nó số thì nó sẽ làm cho vấn đề gì có hai cái nhiệm vụ khác nhau, một số lượng lớn về vấn đề xã hội, ví dụ nó rất là nhiều xe quay hoặc là cuối cùng là mình có tiết kiệm được xe rồi, mình mua thêm để chạy Grab. Và bây giờ mình có thể thấy đó, ví dụ như là những cái vấn đề xã hội khác, như là một số đơn vị người ta không cảm nhận cái con đường người ta quá 50 tuổi tham gia kêu cái giới của lao động người ta không được chạy thì chắc nó rồi, thì đó những người bị bỏ ra ngoài. Thì bây giờ cái xe riêng có đúng cái xe riêng không, là bây giờ nó chỉ là những cái phần mình không bây giờ trở lại đó. Thứ nhất, cái thứ hai đó là liên quan đến xe cooler ấy, nó có một cái point khá là quan trọng. Vì ví dụ như hiện giờ có rất là nhiều đơn vị làm về tái chế những sản phẩm từ low grade products, thì về bản chất low grade thì nó mình thực tế mà nói, tức là hiện giờ trong vấn đề mình áp dụng circular, mình đang ở cái đồ ra như mình sẽ tất yếu của la nhơ vậy đó. Bây giờ ra rác rồi mà nguyên thì gần hết, thì bây giờ mình dùng nó sử dụng cái gì, nên mình phải nói clear lại là hiện giờ cái stay hiện giờ đâu đó nó vẫn là một cái chuyện tất yếu của cái la nhơ, và bản chất cái circular của mình hiện giờ cũng là một cái nằm ở trong cái dòng chảy của la nhơ. Cụ thể nhất là ví dụ ngày xưa mình làm cho ngành bia hầu hết tất cả các sản phẩm từ CO2, từ là men, tất cả mọi cái để tạo ra sản phẩm mới đều là upcycling hết. Đó, ví dụ như là ngày xưa làm là CO2 là mình nén tạo thành cái khí bản giá rất là cao và sử dụng mà mình tải 2% để có thể phóng lạnh. Hoặc là ví dụ như sản phẩm men của mình làm kim cắt cồn tải bản lại cũng rất là đắt tiền, mà thậm chí là men để rút ra còn xuất khẩu được. Đó sẽ lơ đây, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ví dụ như các bạn làm cho một cái ngành sản xuất, nó sẽ đối tượng có một cái rủi ro là những tôi cùng nói tiếp thì mai sẽ không thấy câu hỏi là gì nhé. Thì có thể là mình dừng một tí để có thể là mai trao đổi cái suy nghĩ của mai về hai cái câu hỏi cùng trước, được không?